Rồi, xin chào anh chị các bạn trở lại với channel Hồng Xe Hơi. Thì hôm nay có cái Mazda 2, đây là bản sedan và là bản luxury, bản cao. Thì Mazda 2 bên thị trường Mazda được phân phối 5 cấu hình phiên bản sedan và Sport hatchback một đầu đấy. Thì bình thường là em sẽ quay cái bản sedan 4.2 bên này, cũng nhiều video rồi, nhập Thái nguyên chiếc. Thì hôm nay gặp được cái sedan, đây là bản luxury 504 triệu, thì có thể sắp tới nó sẽ giảm giá một chút. Thì bây giờ bên Thaco thì Mazda thì họ không 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 dùng chính sách là chính sách để giá niêm yết cao và để khuyến mại mình giảm từ 15 20 triệu chẳng hạn để thương lượng nữa, mà toàn bộ sẽ trừ thẳng vào giá bán ấy. Thì sắp tới có thể giá niêm yết nó sẽ tụt thêm một chút. Thì thời điểm này là 504 triệu, so với bản 420 thì nó lệch đâu đó khoảng tầm 85 triệu, thì cũng là một số tiền chênh lệch rất là lớn so với cái giá trị xe. Đấy, thì mình cũng thêm được rất là nhiều tính năng. Đấy, ví dụ như là cái da này, là các phím điều khiển này, màn hình giải trí. Đấy, điều hòa thì em sẽ quay chi tiết ở trong cái phần tiếp theo đấy. 500 thì mình gian lăn bánh cái mẫu xe này nó dao động vào khoảng tầm 560 triệu, các bác ở tỉnh thành phố như Bắc Ninh. Đấy, bản kia thì mình lăn bánh vào khoảng tầm 460-470, lệch nhau đó gần 100. Đấy, còn bản Sport hai đầu thì em cũng có một video rồi, mình có thể tìm trên kênh ạ. So với bản thấp nhất thì phiên bản này bên em bán cũng khá là tốt, thì nó sẽ hơn ở một chút. Thì mình sẽ đi lần lượt nhé. Thì đầu tiên là cái mặt la răng này, thì mình có thể thấy cái mặt la răng của bên bản cao cấp này thì dùng lưới tản nhiệt, có thanh họa tiết đỏ. Đèn thì cũng được trang bị là có bóng led định vị ban ngày. Vâng, phần đèn thì mình có đèn bóng led định vị ban ngày này, đèn bóng bi halogen này, phần đèn xi nhan này. Đấy, pha cốt thì mình có led projector rồi. Phần thân xe thì mình sẽ có một bộ mâm phanh nhá. Đấy, mâm nguyên bản ở trên bản luxury như này. Ngoài ra thì phần gương đã có motor để mình gặp và chỉnh điện. Ở trên phiên bản Mazda 2 4.2 thì chúng ta là toàn bộ là mâm đúc và là gương tay gập cơ, tức là nó chưa có motor các thứ ở trong này. Đấy, mình phải gắn xương gắn motor vào thì mới gập điện chỉnh điện được. Thì giá thành xử lý cái bộ đấy nó đâu đó vào khoảng tầm 2,5 triệu đến 3 triệu. Rồi, những cái điểm khác đặc biệt tiếp theo thì đa phần nằm ở khoang nội thất ạ. Mình có một bộ ghế da đấy ạ, đây da chỉ đỏ này. Ghế thì ghế chỉnh cơ thôi ạ. Điều hòa tự động đây, em có điều hòa tự động. Màn hình giải trí nhá. Ngoài ra thì có thêm nút bấm điều khiển, ví dụ như là đàm thoại rảnh tay này, cruise control này. Ở đây mình có cân bằng điện tử và tính năng iStop. Thật ra là nó sẽ cơ bản với các bác đi xe. Đấy, Mazda 2 bản này thì mình vẫn có màn hình trung tâm hơi nhỏ một chút, tuy nhiên thì vẫn có phím điều khiển comment này. Đấy, phím điều khiển vô lượng, hai chế độ lái sport và normal. Đúng không ạ? Phanh thì vẫn là phanh tay. Đến Mazda 3 thì bên em bắt đầu trang bị là phanh tay điện tử. Đấy, hộp số tự động 6 cấp. Thì một cái điểm lợi của dòng Mazda 2 này thì là mình được trang bị động cơ 1.5 và số động 6 cấp, xe kích thước hạng B. Tuy nhiên thì mức giá thời điểm này cũng khá là hợp lý ạ. Ngoài ra trên màn hình thì vẫn được trang bị Apple CarPlay và Android Auto. Đó, thì đó là sơ bộ nhanh về cái Mazda 2 phiên bản luxury, mức giá 504 triệu chưa bao gồm chi phí ra biển. Thì với mức ra biển đâu đó vào khoảng 560 ở tỉnh thành như Bắc Ninh thì anh chị có thể cân nhắc tham khảo. Nếu mà mình quan tâm các đầu xe, các dòng xe, chương trình vay trả góp, có thể liên hệ qua bên em để được tư vấn và hỗ trợ thêm nhé. Em quay nhanh cái
Mazda 2 phiên bản cao như này, mình có cái nhìn nó nhiều hơn, cái nhìn nó tốt hơn, lựa chọn các phiên bản nó hợp lý ạ. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.